Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình quay lại cho các bạn xem cái tiến độ phát triển của cái sen mini nè các bạn ha. Mình trồng bằng củ nha các bạn ha. Thì hôm nay là được tổng cộng là 14 ngày nha các bạn ha. Bạn xem nè ha, sau 2 tuần nè, phát triển rất là nhanh nha các bạn. Đó. Ha, nè, sau 2 tuần nè các bạn. Đó ha. Thì giờ đó mình khuyên các bạn ha, chúng ta nên trồng sen mini bằng củ nha các bạn ha. Chúng ta nếu mình ta bằng trồng bằng hạt, thứ nhất là rất là lâu, thứ hai cũng không đảm bảo là nó lên tốt ha. Và chắc chắn luôn các bạn ha là sen mini là rất hiếm có hạt các bạn ha. Hoặc là trường hợp gọi là hiếm lắm mới có hạt nha. Do đó là đa phần là khi bạn mua mà sen mini ấy, mà bạn mua hạt cho là chắc chắn luôn là cái gì gặp trường hợp là sen giả các bạn ha. Cái đó là sen ta của mình nha, không phải sen mini nha các bạn. Ha, đây nè ha. Nó trồng bằng củ nè các bạn ha, lên rất là nhanh. Này ha. Đó. Nó lên những lá to, sau đó nó lên những lá nhỏ ha, lá nhỏ trước ha, sau đó từ từ sẽ có những lá to đây ha. Đó ha. Đó các bạn xem đó ha. Đó thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên là trồng bằng củ các bạn ha. Ở đây thì mình đang ươm trong cái bồn này ha. Mình ươm xong thì khoảng 1 tháng sau thì khoảng tức là còn khoảng 2 tuần nữa đó thì mình sẽ cho ra cái chậu lớn nha các bạn ha. Chậu lớn hơn để nó phát triển tốt hơn ha. Rồi đó là cái mình cập nhật cho các bạn ha. Cái sen mini ha. Sau 2 tuần nha các bạn ha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha.